Bài tập số 16 dùng cái hàm giờ tìm H lớp khớp và V lớp khớp nè để tính toán cái bảng Excel. Thì mình cho cái bảng Excel như thế này. Mình có bảng phụ A, bảng phụ B. Rồi, câu 1 là dựa vào hai chữ đầu của mã hàng và bảng A để tiền vào cột tên hàng. Hai ký tự đầu của mã hàng và bán A. Ví dụ hai ký tự đầu của mã hàng đây là CA. Thì dựa vào trong bán A là CA là tên hàng nó là gì các em? Cà phê. Như vậy á là ở đây chúng ta là tìm kiếm theo cột. Mà tìm kiếm theo cột thì mình sử dụng hàm gì? V lớp khớp. Rồi chúng ta mở bảng tính Excel lên. Rồi đầu tiên mình lấy tên hàng là dựa vào hai ký tự đầu của mã hàng và dò tìm ở trong cái bảng A. Mình dùng là V nè, lớp khớp. Hai ký tự đầu là cắt hai ký tự đầu là mình dùng lép. Lép của B4 hai ký tự. Sau khi mình tìm cắt hai ký tự ra thì mình mới dò tìm ở trong bảng phụ A. Thì mình quét khối á là cái hai ký tự mình cắt ra thì mình quét khối cái cột đầu tiên phải tương ứng với dữ liệu mình cần tìm kiếm. Thì mình phải quét khối từ A17 cho tới là B19. Các em nhấn phím F4 để cố định địa chỉ lại. F4 các em. Rồi. Và mình cần tìm kiếm á, là cái tên thì mình lấy cái cột thứ hai ra. Cột 1 nè, cột 2 nè. Các em có thể quét tới B cũng được. Rồi. Thì mình lấy cái cột thứ hai và mình tìm kiếm chính xác là không? Phải không vô. Đóng ngoặc lại, enter. Rồi mình copy công thức xuống. Nè. Rồi thầy làm lại ha. Đầu tiên các em đánh vào bằng V về các em. V lớp khớp cắt hai ký tự đầu là gì? Lép của mã hàng phải hai ký tự là mình cắt ra hai ký tự đầu tiên. Rồi mình tìm kiếm trong cái bảng phụ A. Bảng phụ A nè. Thì mình quét khối từ A17 cho đến B19 là được rồi. Rồi các em nhấn F4. Mình nhấn F4. Rồi sau đó mình cần lấy tên ra. Thì mình nhìn vô cái bảng này nè. Cột 1 là mã, cột 2 là tên. Như vậy mình lấy dữ liệu là cột thứ 2. Thì mình phải 2. Lấy dữ liệu cột thứ 2 ra. Thì sau đó mình phải 0 là mình tìm kiếm chính xác. Mình đóng ngoặc lại, mình enter. Mình có quét dư qua cột C cũng không sai ha. Thì kết quả nó cũng ra vậy mà nó hơi thừa tí. Tiếp tục ta thực hiện câu 2. Câu 2 là mình đi tính cái gì? Dựa vào hai chữ cuối, ký tự cuối của mã hàng và bảng B.
hai tự cái tự cuối 01, 02, 04 và bảng phụ B để mình tìm được cái đơn giá. Thì cái lúc này á là dữ liệu của mình á là ở phía dưới là nó theo dòng. Thì nó theo dòng thì mình không có sử dụng là tìm kiếm, mình không sử dụng hàm với lớp khớp nữa, mà lúc đó mình sửa lại chút xíu là mình sử dụng cái hàm là h lớp khớp. V lớp khớp là tìm kiếm theo cột, còn h lớp khớp là tìm kiếm theo dòng. Đánh vô h lớp khớp. H lớp khớp ha. Thì mình cắt hai cái tự cuối thì mình dùng hàm gì? Right. Của B4,2 đóng ngoặc lại thì nó cũng sử dụng giống như là V lớp khớp. Thì mình quét khối từ C nè, C21 cho tới E22, mình nhấn F4, mình cố định cái địa chỉ nó lại thành địa chỉ tuyệt đối. Rồi tương tự như vậy, mình không đếm theo cột. Nếu mà đếm cột là 1, 2, 3, 4 cột. Nhưng mà lúc này là mình tìm kiếm theo dòng, là mình đếm theo dòng. Như vậy dòng 1, dòng ở dưới dòng mấy? Dòng 2, lúc này là dòng 2. Rồi, phải tìm kiếm chính xác là phải mấy? Không, enter. Đó, ví dụ 04 nè, 250.000 nè, 250 euro nè. Rồi mình bóp KB công thức xuống. À, chúng ta sử dụng cái hàm h lớp khớp. Tìm kiếm theo cột thì mình sử dụng v lớp khớp, còn tìm kiếm theo dòng thì mình sử dụng lại về các em h lớp khớp. Cách sử dụng giống nhau, có cái là mình đếm cái số cột cần thể hiện ra là đếm theo cột hay là đếm theo dòng thôi. Tiếp theo chúng ta làm câu số 3 là tính cột tổng cộng theo công thức là số lượng nhân đơn giá cộng 5% thuế. Điều này có nghĩa là gì? Bằng số lượng nhân cho đơn giá. Tuy nhiên là thuế là cũng tính theo là 5% nhân cho số lượng nhân đơn giá luôn. Tức là mình nhập 100.000 thì thuế 5% trên 100.000 đó. Do đó là tổng giá trị bằng số lượng nhân đơn giá cộng 5% nhân cho thuế. Thì mình hiểu rằng là nhân cho cái giá trị của cái hàng hóa là số lượng nhân đơn giá. Rồi, ở đây là USD á, thì mình chuyển thành cái USD thì mình cho nó là mình chọn là currency cũng được. Rồi mình cho nó là USD. À, USD ha. À. Rồi. Rồi tiếp tục chúng ta thực hiện câu số 4 là tính tổng giá trị cà phê trà bắp. Thì ở đây á là tính theo tổng có điều kiện á,
là các em dùng cho thầy hàm sum if. Sum if ha, sum là tổng cái điều kiện, sum if mở ngoặc ra thì mình tính là trên cái dữ liệu cần tính tổng là đây ha, quét từ C4 cho tới C13, các em nhấn F4 rồi sau đó là mình đưa điều kiện vô, điều kiện là cà phê thì mình nhấp cái ô kế bên đây cà phê là mình nhấp B17 vô, phải mình cần tính tổng giá trị thì mình quét khối từ F4 cho tới F13, mình nhấn F4, mình đóng ngoặc lại. Tại vì ở đây là tính tổng giống nhau nữa, nó chỉ khác nhau điều kiện là cà phê trà bắp thôi, do đó là mình cố định cái dữ liệu lại. Sau khi mình cố định xong để mình thực hiện việc tính, ở phía dưới mình chỉ copy công thức thôi, mình kéo xuống là xong. Tại vì khi đó nó sẽ lấy điều kiện ở đây là cà phê nè, điều kiện ở đây là gì? Bắp. Còn điều kiện phía dưới là gì các em? Trà. Các em định dạng bằng USD vào luôn. Rồi, công thức nghe các em. Rồi, hàm sum if đầu tiên là đưa cái dữ liệu cần tính tổng là từ C4 cho tới C13, nhấn F4. Cái điều kiện đó là cà phê thì mình nhấp vô B17, thay vì mình gõ chữ cà phê thì mình nhấp vô ô B17 luôn. Rồi sau đó là cái giá trị cần tính tổng, là tính tổng giá trị thì mình có khối từ F4 cho tới F13. Ở đây ha, đầu tiên là đưa cái dữ liệu cần so sánh điều kiện là ren nè, rồi tới đặt điều kiện là, rồi sau đó là cái dữ liệu cần tính tổng, nó có 3 cái đối số. Rồi các em hoàn thành bài tập vào.